Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài thử thách nhỏ trang 34, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài cho chúng ta như sau này. Thầy giáo viết lên bảng 4 số âm 3,2, âm 0,75, 120 và âm 0,1 và yêu cầu học sinh chọn hai số rồi làm một phép tính với hai số đã chọn. A nhỏ: Mai làm phép trừ và nhận được kết quả là 120,75. Theo em Mai đã chọn hai số nào? B nhỏ: Hà thực hiện phép chia và nhận được kết quả là 32. Em hãy cho biết Hà đã chọn hai số nào không? Em có biết Hà đã chọn hai số nào không? Vậy thì với bài tập này, phương pháp làm của chúng ta sẽ là nhận xét và đánh giá được không ạ? Ví dụ với ý A. Các em để ý cho cô ở đây là bạn Mai đang thực hiện phép trừ đúng không ạ? Và bạn ấy nhận được kết quả là bằng 120,75. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ không thể lấy một số âm trừ đi một số dương được. Bởi vì nếu âm mà trừ đi dương thì kiểu gì cũng sẽ ra một số âm đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta cũng có thể theo dõi thêm cho cô này. Kết quả là một số rất to, 120,75. Và nó rất gần với số 120 ở đây. Đấy, bởi vì những cái số còn lại là những số khá là nhỏ đúng không ạ? Ví dụ 3,2 này, 0,75 và 0,1. Đấy, thế thì chúng ta sẽ ghép bằng cách là các em sẽ chọn cho cô số 120. Chúng ta sẽ thực hiện phép trừ với một trong ba số còn lại. Để chúng ta có thể thử như thế đúng không ạ? Lấy 120 trừ một trong ba số còn lại để kiểm tra xem là hai số nào thì sẽ cho chúng ta kết quả là bằng 120,75. Đấy, và hơn nữa thì cô thấy rằng là ở đây phần thập phân của cái kết quả này là bằng 75. Vậy thì cô có dự đoán rằng là hai số mà bạn Mai đã chọn đấy chính là số 120 và số âm 0,75. Đấy là cách cô dự đoán nhé. Bây giờ thì cô sẽ bắt đầu tính toán để cô thử xem là với dự đoán đó của cô thì có thỏa mãn với yêu cầu của bài toán hay không. Vậy với ý A này, bây giờ cô sẽ thử thực hiện phép tính trừ 120 cho âm 0,75. Ta có này, 120 trừ âm 0,75. Rồi, bây giờ cô sẽ biến về phép cộng bằng số đối đúng không ạ? Nghĩa là bằng 120 cộng với số đối của âm 0,75 là cộng với 0,75. Đến đây thì chúng ta thực hiện dễ dàng rồi. Chúng ta sẽ lấy 120 cộng với cả phần số nguyên ở đây đúng không ạ? Là bằng 120,75. Vậy là kết quả hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu của bài toán này đúng không ạ? Như vậy thì hai số mà bạn Mai chọn chính là 120 và âm 0,75. Vậy cô kết luận này. Vậy hai số Mai chọn là 120 và âm 0,75. Đấy, bây giờ tương tự với ý B, cô cũng sẽ nhận xét và đánh giá. Đề bài yêu cầu chúng ta là đề bài cho chúng ta là bạn Hà thực hiện phép chia và nhận được kết quả là 32. Đấy, vậy thì kết quả ở đây mà bạn Hà nhận được là một số dương, nghĩa là khi thực hiện phép chia, bạn ấy sẽ lấy hai số âm chia cho nhau. Đúng ạ, bởi vì hai số âm chia cho nhau thì mới được kết quả là số dương. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ chỉ có 3 số âm ở đây, là âm 3,2, âm 0,75 và âm 0,1. Đấy, thế mà khi chia ra thì cô thấy kết quả là một số nguyên rất là đẹp này. Thế thì cô dự đoán rằng phép chia mà bạn Hà chọn có thể là xuất hiện số âm 3,2 và số âm 0,1. Đấy, bởi vì 3,2 thì có dạng, có các chữ số giống như chữ số của kết quả ở đây đúng không ạ? Đấy, và lại có 0,1 ở đây thì khi chúng ta chia thì có thể là chúng ta sẽ tạo ra một số chuẩn chục, chuẩn trăm gì đấy đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô sẽ thử tính toán để cô xem là với cái dự đoán của cô thì có phù hợp với cái yêu cầu bài toán này hay không. Vậy ta có này. Đấy, cô sẽ lấy âm 3,2, cô chia cho âm 0,1. Đấy, thì sẽ bằng âm 3,2 chia âm 0,1 thì cũng chính là bằng 3,2 chia 0,1 đúng không ạ? Đây là chia hai số cùng dấu rồi, thì chúng ta chỉ cần lấy phần số chúng ta chia cho nhau thôi. Đấy, và đến đây thì các em có thể tính toán bình thường rồi, giống như chia hai số thập phân mà các em đã học ở dưới tiểu học rồi đúng không ạ? Kết quả cô thu được chính là bằng 32. Đấy, vậy là nó phù hợp với yêu cầu của bài toán này rồi. Đấy, cô kết luận được rằng bạn Hà đã chọn hai số chính là âm 3,2 và âm 0,1. Vậy
Hà chọn hai số là âm 3,2 và âm 0,1. Rồi vậy là bằng cách nhận xét, quan sát và đánh giá thì cô và các em đã trình bày xong lời giải cho bài thử thách nhỏ rồi. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.